Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 356, Phe Hoàng Hậu Tay chàng lạnh hơn bình thường nhiều, lúc này là thời khắc quan trọng nhất, không thể để phí công được. Nguyễn Nguyên, em nghe ta nói, đây rơ là cơ hội duy nhất của nhị vương gia, nếu bỏ lỡ thì chẳng bao giờ có nữa. Lời này có ý gì? Lâm Di chẳng kịp nghĩ, đưa tay sờ eo của Chu Thập Cửu, khẽ chạm nhẹ, máu đã thâm ướt cả áo bào. Chu Thập Cửu không để nàng hầu hạ thay trường bào là vì vậy. Lâm Di vươn tay cởi quần áo của Chu Thập Cửu, bị thương ở đâu? Để em xem xem, một lúc nữa Lâm Chính Thanh và Chu Lão Gia sẽ tới, ta xuất kinh tuần tra, sao có thể có thương tích trên người cơ chứ? Lúc này Lâm Di chẳng kịp suy nghĩ ý nghĩa của lời Chu Thập Cửu nói em bình tĩnh một chút, bây giờ chị thương thì tam vương gia sẽ nghi ngờ, hiện giờ trong kinh ai ai cũng thấy bất an. Lầm gì chỉ cần gió thổi cô lay cũng sẽ dẫn lửa vào thân. Nàng không cách nào bình tĩnh được, nhưng chuyện chính sự kia nàng đã chẳng muốn quan tâm nữa. Chỉ cần phủ khang quận vương và phủ quảng bình hầu yên bình là đủ rồi. Nàng chẳng quan tâm ai sẽ leo lên vị trí thái tử, kể từ sau khi trùng sinh nàng đã dự tính quá nhiều cho tương lai mọi chuyện đều vì tương lai, bây giờ nàng chỉ muốn yên tâm ở nhà chờ sinh, đã sớm buông bỏ việc lo đến nhân nghĩa đạo đức rồi. Chu thập cửu nắm chặt tay lâm di, đôi mắt như trăng sáng giữa đêm tối, xua tan sương mù. Chúng ta sẽ vượt qua được cửa này, em phải nghe ta nói. Lâm di cố dãy rộ hai lần nhưng cùng mama đóng bình phong lại, đỏ mắt ra ngoài canh chừng. Chu thập cửu thấp giọng nói, ngũ vương gia phái người tìm nhị vương gia khắp nơi, chỉ cần phát hiện tung tích của nhị vương gia thì đều giết hết binh mã của triều đình đuổi theo tới ngoại thành kỳ thật nhị vương gia đang ở ngay ngoại ô kinh thành tối hôm qua ta nhận được tin từ phía tam vương gia một đội hộ vệ của ngũ vương gia phát hiện ra nhị vương gia hôm nay ta lén rời khỏi thành chính vì việc này giải quyết hộ vệ của ngũ vương gia thì mới miễn cưỡng bảo vệ được nhị vương gia nhưng việc truy sát sẽ không ngừng lại trừ phi hoàng thượng thấy rõ được tình hình lâm di đã hiểu rõ chu thập cửu biết tin từ phía tam vương gia nhưng lại xuất thành giúp nhị vương gia thương thanh viên đã phát hiện thành diễm được người dẫn vào cung tam vương gia vốn là muốn xác định nhị vương gia đã chết rồi mới để thành diễm vào cung giải lời tiên tri rằng đại chu gặp khó khăn như vậy là vì nhị vương gia bị người ta hãm hại muốn đoạt địch ngũ vương gia đã hãm hại nhị vương gia mang danh phản loạn Nhị vương gia vì tự vệ mà bị ngũ vương gia giả mạo ẩn thái tử của nhị vương gia để làm chứng cứ. Kẻ dẫn binh trước đó là phụ tá của thuốc hạ ngũ vương gia. Thế nhưng nếu nhị vương gia chưa chết, ngập kép, nhị vương gia chưa chết, nỗi hoan được phá giải, chẳng những giữ được mạng, có lẽ sẽ khôi phục được vị trí thái tia. Lâm Di kinh ngạc chẳng nói nên lời, chẳng phải chu thập cừu theo phe của tam vương gia hay sao? sao lúc này lại một lòng mưu tính cho nhị vương gia hoàng thượng ra một lệnh sai cầm vệ quân đưa nhị vương gia an toàn về cung, hoàng thượng muốn đích thân thẩm vấn nhị vương gia. Trương phong tử đã sớm nhắc nhỏ hoàng hậu nương nương phải phòng bị, hoàng hậu nương nương liền nắm được điểm mấu chốt, cung nữ giả mang thai kia bị thẩm vấn hai ngày bèn lỡ miệng khai rằng việc này do ngũ vương gia sắp xếp. Phát hiện được một ít bột chu sa trong tầm cung của hoàng hậu nương nương, mỗi ngày bỏ một ít vào trong thức ăn của hoàng hậu nương nương. Vì vậy hoàng hậu nương nương mới thường xuyên choáng váng, không thể theo thánh giá tới kinh đô thứ hai. Chu Sa có tác dụng an thần rất mạnh. Chu Thập Cửu cười nhìn Lâm Di, đại nghĩa mà nói, nhị vương gia nắm quyền chính sự là một hiện quân lương chủ, hoàng hậu nương nương khoan dung với vạn vật. Có đức thì mới có thể có vạn vật. Mà về lợi riêng, nếu hoàng hậu nương nương và nhị vương gia có thể vượt qua ải này, thì sau này nhà mẹ đẻ nàng cũng có chỗ rửa. Trái lại nếu tam vương gia đăng cơ sẽ không trọng dụng trần gia, nàng từng thân cận với hoàng hậu nương nương, khó tránh khỏi chịu ấm ức. Lỡ như tân để muốn ban thưởng vợ hiền cho ta, ta cũng chẳng dám nhận, vì vậy mà sau này khó tránh được việc chống lại lệnh vua, chẳng bằng bây giờ giành giật cho bản thân. Lúc trước ta chưa từng nói với nàng, là vì Tam Vương Gia làm việc cẩn thận, người bên ngoài muốn nắm được chứng cứ khó khăn vô cùng. Nếu không có chứng cứ thì dù có vạch mặt hắn trước mặt Hoàng thượng thì Hoàng thượng cũng sẽ chẳng tin tưởng, huống chi còn có ngũ vương gia ở bên nhìn chăm chăm, không cẩn thận sẽ bị người khác đục nước béo cỏ. Chuyện mưu phản không phải là chuyện một người có thể ngăn cản được, chỉ có thể đứng một bên đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Chờ châu đại lão gia và lâm chính thanh tới phủ chúng ta thương nghỉ, ta sẽ giả vờ nói ngũ vương gia sẽ không giết nhị vương gia. Nhưng đạo sĩ đã vào cung muốn giải lời tiên tri, tam vương gia dĩ nhiên sẽ sốt ruột, sai ta phải người đi giết nhị vương gia. Lúc đó ta sẽ lợi dụng cơ hội, thả tin nhị vương gia đã chết ra ngoài. Giả chết là cách để giữ mạng tốt nhất, cũng chỉ khi nhị vương gia chết thì phe tam vương gia mới tranh vị, lúc đó hoàng thượng mới có thể nhìn rõ về mấy đứa con trai bên cạnh mình nụ cười nhẹ nhàng của Chu Thập Cửu đã an ủi Lâm Di, yên tâm, lần này ta đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần một lúc nữa không bị ai nhìn ra, thì nhị vương gia sẽ bình an vô sự. Chương 357: Phe hoàng hậu. Trong mắt Lâm Di ánh lên nước mắt, nếu không phải hôm nay Huy ca chạy tới tìm cha, nàng phát hiện vết máu trong lúc hai cha con chơi đùa, thì nàng vẫn sẽ mơ mơ màng màng cho dù chu thập cửu có bao nhiêu tâm sự cũng chẳng hé nửa lời, mà việc nàng che giấu một cách sứt xẻ cũng đã sớm bị chu thập cửu nhìn thấu. nàng giả vờ như không thèm để ý tới việc làm bạn với lâm chính thanh quốc cữu gia, không thèm để ý tới ân đức của hoàng hậu nương nương đối với nàng kỳ thật nàng chưa từng buông bỏ một ngày nào về âm hiểm của lâm gia và nhà quốc cữu gia, sự hổ thẹn với hoàng hậu nương nương, thậm chí là nhân gia, trịnh gia nàng đều chưa từng buông bỏ. Nếu như sau này phủ khang quận vương được phủ quý là nhờ tam vương ra, vậy thì cả đời này nàng cũng chẳng thể yên bình, mà nàng chỉ là một phụ nhân trong nội trạch, ngoại trừ giúp đỡ hoàng hậu nương nương một chút trong lúc mấu chốt thì chẳng có năng lực đối phó với ngũ vương gia và tam vương gia chuyện bên ngoài phủ nàng chỉ có thể dựa vào chu thập cửu chu thập cửu cũng là thần tử phải nghe theo lệnh hoàng thượng việc chàng có thể làm chẳng qua cũng chỉ là bảo đảm cho phủ khang quận vương và phủ quảng bình hầu bình an nàng đã vài lần muốn hỏi chu thập cửu ngoài việc ủng hộ tam vương ra thì phải chăng có lựa chọn nào khác nhưng cuối cùng chẳng thể nói ra nàng chưa từng nghĩ chu thập cửu sẽ vì nàng và phủ quảng bình hầu mà thay đổi lựa chọn dù sao thì khát vọng của đàn ông cũng không phải phụ nữ có thể khống chế được bây giờ thì nàng đã rõ ràng chu thập cửu nhìn thấu còng nàng nhưng nàng chưa từng nhìn thấu được lòng chàng. Cũng ma ma khế gõ cửa, châu đại lão gia và lâm đại gia tới. Ngón tay chu thập cửu hơi co lại, chàng nắm chặt tay của lâm di, lấy giúp ta một chiếc áo bảo sạch sẽ tới. Lâm di có thể cảm nhận được nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, chảy dài trên mặt, chuyện tới nước này thì chẳng còn đường tôi nữa. Nếu Tam Vương Gia phát hiện chu thập cửu hai còng thì sau này nhất định sẽ ra tay xử lý. Lâm Di không biết bản thân đã thay quần áo cho Chu Thập Cửu thế nào, thắt đến nốt thắt cuối cùng thì tay đã run rẩy, nàng cẩn thận vuốt phẳng trường bào. Chu Thập Cửu vẫn như bình thường nhanh chân bước ra cửa, nếu không phải chính mắt nhìn thấy quần áo dính máu thì ai có thể tin rằng chàng bị thương chứ. Lâm Di cảm thấy chân mềm nhũn, không thở nổi. Cùng Mama tiến lên nói, "Quận Vương phi đừng lo lắng, Quận Vương gia là người đã từng lên chiến trường, sẽ không sẽ không, Tùng lên chiến trường, chàng từ trước đến giờ chưa từng bị thương, cũng có thể biết được hôm nay đã gặp phải chuyện gì ở ngoại ô Kinh Thành, chàng đã liều mạng mới cứu được nhị vương gia. Bây giờ lại phải vất vả một mình trèo trống. Nàng không thể mềm yếu như vậy được, không thể chỉ biết đau buồn. Lâm Di cầm khăn lau nước mắt bên khóe mắt, thở ra mấy hơi, bình tĩnh nhìn về phía cùng Mama. Mama tới Thái Y viện tìm chương ngày. Nói rằng ta không thoải mái, phải để chính chương ngày tới xem. Cùng Mama gật đầu. Lâm Di lại nói, sai bạch thược tới phòng bếp tìm ít máu đem đến đây. Cùng Mama mở to hai mắt, hơi giật mình, lại chẳng dám chỉ hoãn, vội lui xuống an bài. Cùng Mama ra khỏi cửa, Lâm Di phân phó Quất Hồng, đi pha một ấm trà, chúng ta đưa tới thư phòng ở tiền viện. Quất Hồng vâng lời, chạy chậm ra ngoài. Lâm Di gọi nàng lại, không phải vội, phải giống như thường, đi từ từ, làm từng việc một. Quất hồng vâng lời, Lâm Di xoay người vào nội thất. Sai linh lung mở dương quần áo, lấy ra một bộ váy xòe vàng nhạt, đi giày thiêu lụa trắng vào. Cùng mama nâng bát máu gà còn ẩm tới. Lâm Di nhìn về phía cùng mama, khi chúng ta tới thư phòng ở tiền viện, mama đổ bát máu này lên người ta. Ánh mắt cùng mama sáng lên, bà đã hiểu lầm gì nói cho dù ai hỏi thì cũng nói là ta xảy thai đợi đến khi quận vương gia trở lại nhị tiến viện thì lập tức đóng cửa lại chỉ để vợ cùng nhị và nha hoàn thiệp thân của ta ở lại hầu hạ người bên ngoài không được phép tới gần bên phía lão phu nhân tới hỏi thì chỉ cần nói tình hình của ta không tốt cho dù ai muốn tới thăm cũng đều từ chối hết cùng mama gật đầu đáp ứng Chuyện sau khi nàng sinh Huy Ca thì xuất huyết ai cũng biết, bây giờ có triệu chứng như vậy thì cũng vô cùng hợp lý. Cho dù cố gắng hết mình cũng phải giúp chu thập cửu giấu giếm, lâm di mím chặt môi, hít sâu một hơi, nâng váy dần theo cùng mama và quất hồng tới tiền viện. Trong thư phòng, chu thập cửu đang nói với châu đại lão gia về tin tức hôm nay chàng nghe được lúc ra khỏi thành, đội thi vệ kia của ngũ vương gia vốn là chạy ra ngoại ô kinh thành nửa đường nhận được một tín thì lại thay đổi phương hướng. Châu đại lão ra nhíu mày, nói như vậy thì lời tiên tri là thật. Ngũ vương gia không muốn giết nhị vương gia mà muốn để triều đình bắt được nhị vương gia. Như vậy thì hắn mới có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi thái tử. Nếu nhị vương gia lặng lẽ chết, thì trên sách sử sẽ thêm một nét, bên ngoài sẽ xuất hiện thêm vài lời đồn đại. Lâm chính thanh lặng lẽ nhìn chu thập cửu, quận vương gia cảm thấy thế nào mới tốt quận vương gia có quen ai được hoàng thượng phải đi bắt người không? Những người kia đều là những người được thiên tử cực kỳ tin tưởng, chẳng thiếu con cháu tôn thất. Chu thập cửu suy nghĩ một lát, trầm ngâm, đạo sĩ đã vào cung, cho dù bây giờ ta tìm người giúp đỡ. Chỉ sợ cũng chẳng kịp, châu đại lão gia nói, cũng không phải không thể kéo dài thêm một ngày, bên người hoàng thượng có an đạo thành nghe ngóng tin tức. Vừa hay hôm nay trọng hiên trực, ta sẽ để tiểu nữ nói trong nhà có việc, để nó đối với Lâm Trinh Thanh. Nói rồi ông ta nhìn về phía Chu Thập Cửu, tình hình trong chiều cháu yên tâm, chỉ là bên phía Nhi Vương Gia, hiện giờ Tam Vương Gia không tiện ra mặt, còn cần cháu sắp xếp mới ổn thỏa được. Chu Thập Cửu trầm mặc một cúc câu, hơi khó xử. Châu Đại Lão Gia và Lâm Chính Thanh nhìn nhau, đi giết Vương Gia thì cho dù là ai cũng sẽ chần chừ Lâm Chính Thanh khuyên nhủ, Đại Trượng Phu không câu nệ tiểu tiết, việc này đã sắp thành, sau này quận vương gia sẽ có công đầu. Quận vương gia làm xong việc này thì những việc còn lại đều dễ dàng xử lý. Đầm Lao thì đành theo Lao, Chu thập cửu chỉ có thể đồng ý, ta lập tức sai người đi truyền tin, Nguyên Kỳ sẽ dẫn một đội binh mã tới ngoại ô kinh thành tìm kiếm, chỉ là bên phía Ngũ vương gia. Sớm để ngài biết chuyện đạo sĩ, để ngài có thể có chuẩn bị, chúng ta cũng tránh bị nghi ngờ thời khắc quan trọng phải đổ tội lên trên đầu ngũ vương gia. Lâm Chính Thanh nói, trong nam thư phòng cũng có tại mắt của ngũ vương gia, việc này tiền để cho ta xử lý. Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng kinh hô, ngay sau đó là tiếng sư vỡ, quận vương phi, quận vương phi, người đầu mau tới đây. Phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 358, chết. Người trong phòng đều căng thẳng, Chu Thập Cửu đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Châu Đại Lão Gia và Lâm Chính Thanh lần lượt bước ra. Trước cửa có ấm trà vỡ nát, Lâm Di được quất hồng đỡ ngồi ngửa trên đất, giày thiêu lụa trắng cũng đã bị máu nhuộm đỏ, ống quần và làn váy đẫm máu tươi, dường như máu vẫn không ngừng tuôn ra. Chu Thập Cửu bước mấy bước tới bên cạnh Lâm Di rồi ôm nàng lên, đi mời ngụy, mau lên. Lúc này quất hồng mới hoàn hồn, ném đồ trong tay chạy như bay ra khỏi viện. Lâm Di vịn chặt tay Chu Thập Cửu, "Đừng, đừng." Lâm Di co người trong lòng Chu Thập Cửu, khiến người ta nhìn như nàng đang khóc. Chu Thập Cửu vỗ về vai nàng một cách quen thuộc, dường như muốn an ủi sự kinh hoàng và sợ hãi của nàng. Cùng mama dẫn người vào trong viện, thấy vết máu trên váy Lâm Di, mọi người đều tái mặt, ba chân bốn cẳng đỡ Lâm Di. "Đợi một chút, để em" nàng nhìn chàng rồi gật nhẹ để chàng yên tâm. Giả vờ sinh non để mời trước ngày tới, như vậy sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Cách này rất thông minh, khiến cho mọi chuyện đều trở nên hợp lý, châu đại lão gia và lâm chính thanh cũng sẽ không tiện ở lại nữa. Lâm di run run sở sau lưng chu thập cửu, cách một lớp quần áo nhưng vẫn cảm nhận được máu ấm, chỉ phút chốc máu đã thấm ra ngoài, dính vào lòng bàn tay nàng, nếu là người khác thì sao có thể chịu được. Sao có thể ngồi đó đàm đạo với Châu Đại lão gia và Lâm Chính Thanh như vậy chứ? Càng không nói tới việc bình tĩnh lừa bọn họ. Nếu không phải Chu Thập Cửu bị thương thì chuyện này sẽ càng dễ dàng hơn. Mặc dù Lâm Chính Thanh nhớ được chuyện kiếp trước, tự cho mình là thông minh, mưu đồ tiền đề cho mình, nhưng cũng chẳng bằng một nửa của Chu Thập Cửu. Tam Vương gia vẫn đang đắm chìm trong mộng làm thái tử, lại chẳng biết tình hình đã sớm thay đổi ai có thể ngờ tới thay đổi lớn như vậy lại do một mình Chu Thập Cửu tạo nên. Lâm Di Co người trong lòng Chu Thập Cửu, khiến người ta nhìn như nàng đang khóc. Chu Thập Cửu vỗ về vai nàng một cách quen thuộc, dường như muốn an ủi sự kinh hoàng và sợ hãi của nàng. Cùng Mama dẫn người vào trong viện, thấy vết máu trên váy Lâm Di, mọi người đều tái mặt, ba chân bốn cẳng đỡ Lâm Di. Chu thập Cửu hốt hoàng nhìn về phía châu đại lão gia và lâm chính thanh, trong nhà có việc, không thể tiễn mọi người. Mặt châu đại lão gia thoáng biến sắc, mau đi, mau đi, đừng để lỡ việc chính. Ông ta nhắc nhở Chu Thập Cửu rằng mặc dù vợ quan trọng, nhưng việc mà Tam Vương ra bàn giao cũng không được lơ là. Chu Thập Cửu theo hạ nhân tới nội viện. Lúc này Châu Đại Lão Gia mới nhíu mày, hết cần này tới cần khác đều bị đuổi vào giờ phút này. Ánh mắt của Lâm Chính Thanh bất giác rơi vào máu của Lâm Di trên đất. Kiếp trước ngồi trên xe ngựa trơ mắt nhìn Trần Thị bị binh tình giết chết, tình hình cũng giống vậy. Máu tươi dọc theo vạt áo rơi xuống mặt đất mãi cho đến khi bà vai chịu xuống, Lâm Chính Thanh mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Châu Đại Lão gia. Vẻ mặt Châu Đại Lão gia thâm trầm, về trước rồi lại nói: Châu Đại Lão gia và Lâm Chính Thanh ra khỏi phủ khang quận vương tách ra đi vòng mấy vòng rồi mới tới phía bên ngoài nơi ở của Tam Vương gia. Tam Vương gia gác việc đang làm tự mình ra đón, đưa Châu đại lão gia và Lâm Chính Thanh vào ngồi trong thư phòng, nha hoàn bưng trà mới pha tới. Thấy vẻ mặt Châu đại lão gia thâm trầm, Tam Vương gia mở miệng hỏi trước, "Sao vậy?" Châu đại lão gia hơi nhíu mày, nói ra chuyện của phủ Khang Quận vương, "Khang Quận vương đã đồng ý an bài thích đáng." Nhưng hình như Khang quận vương phi sinh non, chỉ sợ Khang quận vương khó mà chú ý tới, theo thần thì phải sắp xếp thêm mới ổn. Tam vương ra cười xua tay, Khang quận vương đã có thể từ. Đại trưởng phu lấy việc nước làm trọng, sao hắn lại không phân nặng nhẹ, cho dù chăm sóc vợ thì cũng không thể xảy ra sai lầm. Châu đại lão ra nhìn Lâm Chính Thanh, Lâm Chính Thanh muốn nói lại thôi, giống như cực kỳ khó xử. Tam Vương Gia quay đầu đối diện với ánh mắt của Lâm Chính Thanh. Chính Thanh có lời gì thì cứ nói đừng e ngại. Lúc này Lâm Chính Thanh mới nói, tình cảm vợ chồng Khang quận Vương sâu nặng. Nếu muốn hắn không quan tâm tới vợ thì sợ rằng không thể, để cho ổn thỏa. Ít nhất cũng nên tìm một đội giám sát, lỡ như Khang quận Vương thất thù thì cũng vẫn có thể cứu được. Tam Vương Gia suy nghĩ một lúc, cũng tốt, vậy phái tử sĩ trong phủ tới phủ Khang quận Vương, một là để giúp đỡ hai là để đề phòng bất chắc lúc này lông mày châu đại lão gia mới giãn ra ba người bàn bạc kỹ càng mọi chuyện một lần thì châu đại lão gia và lâm chính thanh mới rời khỏi đi ra khỏi tòa nhà châu đại lão gia cười nhìn lâm chính thanh cháu còn trẻ như vậy sau này nhất định sẽ tiến đồ vô lượng chuyện này thành binh quyền trong tay võ tướng phải tu lại người thật sự được trọng dụng là quan văn vừa trung thành tại vừa có thể bày mưu tính kế ác mặc dù khang quận vương dẫn binh người khác khó mà địch nổi, nhưng bàn về thông minh thì ai có thể được như đại gia lâm gia. Lâm chính thanh khiêm tốn một cúc, châu đại lão gia nghĩ tới bệnh của lâm đại nãi nãi, chi tiếc cháu không có một người vợ tốt, huynh đệ của ta có một đứa con gái, không biết ý của cháu thế nào. chương 359, chết. Lâm chính thanh kinh ngạc nhìn về phía châu đại lão gia. Trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vui mừng vội hành lễ chất nhi có được việc mừng như vậy thì phải nhờ thế thúc châu đại lão gia nở nụ cười sâu xa không phải sốt ruột từ từ sẽ tới cháu tuổi trẻ tài cao sẽ có ngày được nổi danh nói đoạn ông ta xoay người lên kiệu ầm để lại lâm chính thanh đang khom lưng tiễn lâm chính thanh đứng tại chỗ nhìn một lúc mãi cho đến khi không thấy cỗ kiệu của châu đại lão gia nữa hắn mới quay người lên ngựa chẳng hiểu sao trước mắt hắn vẫn luôn là hình ảnh mép váy đầy máu tươi kia ngẩn người trong chốc lát lâm chính thanh cười lạnh một tiếng mặc dù hắn không thể nhớ kỹ mọi chuyện kiếp trước như trần thị nhưng dựa vào những ký ức vụn vặt hắn biết sau này hắn cũng có thể đạt đến địa vị cực kỳ cao nghĩ tới đây thì nụ cười của lâm chính thanh càng sâu hơn quả nhiên những gì phải trải qua trong kiếp trước là để có ngày hôm nay nếu kiếp trước không chết vì loạn đảo thì cũng chẳng có phú quý như ngày hôm nay trần thị cũng chết như vậy không phải hắn không muốn cứu nàng, nhưng nàng lại chẳng biết hối cải, cứ nhất quyết đi theo con đường kia. Trần Thị đã vĩnh viễn mất đi cơ hội truyền mình. Người thông minh có thể thay đổi cuộc sống của mình, người ngu ngốc thì chỉ có một kết cục thôi. Nhìn thấy từng lớp áo của Chu Thập Cửu được cởi ra, tay Lâm Di không khống chế nổi mà run lên, cùng ma ma đỡ tay của Lâm Di lên, quận vương phi đề nô tỳ làm đi nàng vác bụng lớn lại chẳng hề quan tâm mình cử động không tiện, lại chỉ muốn xem chàng bị thương thế nào, có nghiêm trọng như Cát Khánh Sinh không. Cát Khánh Sinh là do Trương Phong Tử cứu, cứ thế mà tính, nếu Chu Thập Cửu bị thương không nghiêm trọng như Cát Khánh Sinh, thì nhất định sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng càng nhìn thì nàng lại càng kinh ngạc, nước mắt không nhịn được mà cứ chảy không ngừng. Chu Thập Cửu kéo tay Lâm Di, rót ít nước cho ta uống nhé, Lâm Di xoay người đi lấy chén trà. Chu thập Cửu nhấp ngụm nước, phân phó quản sự, sai Trần Hán mang thư ra giao cho Nguyên Kỳ. Quân sự vội cui xuống bổ trí, Chu thập cửu khép hờ mắt, thờ phào nằm tại giường. Cũng ma ma nhân cơ hội này tại gần, phân phó nha hoàn cầm kéo tới. Nhìn thấy quần áo dính máu bị cắt ra, Lâm Di chỉ thấy tim mình đập thình thành, như bị người ta dùng dao đâm, đau đến mức run rẩy sắc mặt chu thập cửu tái nhợt, nhưng chàng vẫn cười nhẹ như cũ, dường như vết thương này chẳng có gì đáng ngai. Lâm Di cúi đầu nhìn, máu thịt be bét, màu máu đỏ sậm rất nhanh đã thâm đẫm chiếc khăn băng vết thương, căn bản không nhìn được rõ vết thương thế nào, sớm biết vậy thì đã chẳng cởi vải bằng da. Thấy từng khối vải trắng bị máu thâm đẫm, thuốc cầm máu bị trôi hết. Lâm Di không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Trương Phong Tử vẫn chưa tới, thời gian chờ đợi như dài rằng giặc, dường như có màn vạn con kiến đang cắn vào trái tim nàng, vừa ngửa lại vừa đau, chẳng biết nên làm gì, chỉ muốn dùng dao khuét bỏ, đau đớn về thể xác vẫn tốt hơn sự đau khổ trong lòng lúc này. Lâm Di rưng rưng nước mắt nhìn Chu Thập Cửu, giọng đã khàn đi, sao lại không nói với ta? Chu Thập Cửu vươn tay chạm vào tóc mai của nàng, giữa ta và em luôn có khoảng cách. Nếu Tam Vương gia thật sự leo được lên hoàng vị, thì từ đó về sau ta sợ rằng em sẽ không chịu tha thứ cho ta ta không dám đánh cược cũng không thể đánh cược nếu nhi vương gia có thể bình yên leo lên được hoàng vị thì cho dù không có ta vẫn còn phu quảng bình hậu nhân gia trịnh gia hoàng hậu nương nương bọn họ sẽ bảo vệ mẹ con em bình an em nói đúng ta chỉ tính toán lợi và hại nâng đỡ tam vương gia sẽ không thể đổi được điều tốt như vậy lời Chu Thập Cửu nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng nếu đứng trên lập trường của chàng mà suy nghĩ. Hoàng hậu nương nương có ân với nàng, chẳng lẽ Tam Vương gia không có ân với Chu Thập Cửu sao? Nhị Vương gia thừa kế ngôi vị hoàng đế thì dĩ nhiên sẽ có lợi cho nàng và phủ Quảng Bình hầu, nhưng Chu Thập Cửu lại phải bất chấp nguy hiểm để đổi lấy. Nếu như thắng thì dĩ nhiên mọi người đều vui vẻ, nhưng nếu thua thì sao đây? Thay đổi cục diện chính trị không phải là trò đùa. Đâu phải đơn giản như nói chứ. Nghĩ lại mấy ngày nay thì cũng không phải không có manh mối. Lúc Chu thập Cửu nói về việc giết Thành Diễm đạo sĩ, lúc ấy trong câu nói mang theo hối hận, rõ ràng là chàng không nên biết Thành Diễm, nếu không tương lai sẽ bị Tam Vương gia khống chế. Vậy mà nàng lại cho rằng chàng đã chọn Tam Vương gia, nói vậy với nàng chẳng qua là để cho nàng biết kết quả đã không thể thay đổi được nữa. Vì sao lại giết đạo sĩ? Nếu không hỏi rõ ràng cúc này thì có lẽ nàng sẽ bị giấu cả đời. Hơi thở của Chu Thập Cửu hơi gấp gáp, khiến người ta nghe mà đau khổ, ta tới kinh đô thứ hai tìm Thành Diễm, Thành Diễm đã sớm đoán được ta sẽ giết hắn, vậy nên đã nói điều hắn biết về lời tiên tri cho ta. Thành Diễm nói, để minh quân đăng cơ, sư phụ chân am của hắn đã liều mạng đổi vận cho hắn còn bốc một quả cho ta, nói rằng chúng ta trước đây là thù bây giờ thành đôi trên đời này thấy trước được nhân quả chỉ có duy nhất một người là phu nhân của ta, cũng chính là em. Thành Diễm nói nếu ta không chịu tin, chỉ cần hồi phù hỏi em, sẽ biết rõ ràng. Chu Thập Cửu nói xong thì cười nhìn Lâm Di. Ánh mắt Lâm Di thoáng biến đổi, nàng vẫn nghĩ rằng thứ gọi là lời tiên tri chỉ là do đạo sĩ lừa người, chẳng ngờ Thành Diễm lại nói như vậy. Chẳng lẽ thật sự có lời tiên tri sao? Ta chưa bao giờ tin lời đạo sĩ. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, vì sao khi em biết ta là Khang Quận Vương lại có địch ý với ta? Vì sao em biết ta nhất định sẽ lợi dụng nhạc phủ? Hết thầy đều có lý do, nếu đạo sĩ kia gặp được thánh thượng thì sẽ khó tránh được việc liên lụy tới em. Cho dù em không biết được chuyện nhân quả như hắn nói, nhưng khi nghe được những lời đó, nhất định sẽ nảy sinh khoảng cách với ta, cho dù ta làm gì cũng sẽ không khiến em yên tâm. Nghĩ tới đây, ta lỡ tay đẩy hắn ai ngờ hắn ta ngã trên tảng đá rồi chết nói rồi chẳng lẳng lặng nhìn lâm di có phải ta đã làm chuyện ngu dần rồi hay không em sớm đã phòng bị ta vậy thì lời thành diễm nói là thật nếu em đã rõ rồi thì ta còn cần che giấu làm gì nữa đêm đó em nằm mơ thấy ác mộng tỉnh dậy nhìn thấy ta thì sắc mặt trở nên khó coi còn tát ta khi ấy ta cảm thấy giết thành diễm là đúng chí ít ta vẫn có thể làm như chẳng biết gì để chúng ta chẳng phải đối mặt với nó. Cho nên lần đó nàng muốn về nhà ngoại, Chu Thập Cửu mới liều lĩnh cản lại, nàng nghĩ rằng Chu Thập Cửu là vì con, nhưng hóa ra lại là vì thành diễm. Từ đầu tới cuối chỉ có một mình nàng không nhìn thấu, nàng quá chìm đắm trong quá khứ, quá để ý tới ân oán giữa nàng và Chu Thập Cửu. Nàng để ý những điều này, chẳng phải vì Chu Thập Cửu đã hại chết nàng, mà là nàng đã sớm yêu Chu Thập Cửu rồi trong lòng nàng đã có chàng vậy nên mới oán hận ông trời bất công chẳng thể để bọn họ được viên mãn lâm di lắc đầu em cứ nghĩ rằng chàng thông minh nên có nhiều lời không nói ra chẳng ngờ chàng cũng có thể bị đạo sĩ lừa gạt mỗi người chỉ có một kiếp nào có kiếp trước chứ chỉ có một kiếp mà thôi nàng mặc kệ lời tiên tri gì đó đó nhất định là do đạo sĩ ra vẻ huyền bí những đạo sĩ kia đã quen với việc nhìn thấu lòng người Ánh mắt Chu Thập Cửu sáng lên, khóe mắt hơi ươn ướt, cơ thể của chàng không nhịn được mà run lên, dường như chẳng còn sức nữa. Hồi câu chàng mới nói khe, "Nguyễn Nguyên, phía sau lưng ta hơi ngứa, em giúp ta gãi một chút." Lâm Di ngồi cạnh giường, vươn tay sờ phía sau lưng của Chu Thập Cửu, trên đó toàn là máu, nghĩ lại thì vết thương của chàng may ở đó, sao có thể thấy ngứa chứ? Nàng chưa đặt tay lên đã cúi đầu hỏi, "Còn ngứa nữa không?" Chu thập cửu tắc đầu, đỡ hơn nhiều rồi. Nước mắt của Lâm Di Tại chảy xuống, giống như những gì nàng nghĩ. Không phải chàng muốn nàng gãi hộ, mà là muốn nàng củi người ôm chàng. Cho dù chàng muốn gì thì từ trước đến giờ vẫn không chịu nói thẳng, chàng vẫn luôn muốn tới gần nàng. Nàng tại vì chàng không dám thể hiện mà cứ liên tục từ chối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 360, chết. Lâm Di cúi người ôm chặt Chu Thập Cửu, chẳng muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn cảm nhận hơi thở của nhau mà thôi, dựa vào nhau, trong lúc đau khổ lại khiến người ta bình tĩnh, chỉ cần căn có nhau thì dường như chẳng phải sợ hãi điều gì. Nàng thật mong bọn họ có thể mãi luôn như vậy. Nàng sớm sớm nên buông bỏ tôn nghiêm, chẳng quan tâm mọi chuyện, con gái chúng ta còn chưa ra đời, có phải vì là con gái nên chẳng không muốn đúng không? Nếu con biết thì cả đời này con sẽ hận chàng, huy ca của chúng ta. Con vẫn chưa biết nói, con chưa gọi cha. Lâm Di kéo tay Chu Thập Cửu, "Chàng đã nói rằng chàng đi đâu thì ta theo đó." Kết quả là chàng lừa ta sao? Chu Thập Cửu nhìn Lâm Di, nụ cười vẫn nhẹ nhàng, u nhã như cũ, ánh mắt lại càng trầm tĩnh, "Em đi đâu, ta theo đó. Hôm nay ta ước hẹn, chạm tay thề." Nói rồi Chu Thập Cửu vươn tay vỗ nhẹ ba cần vào còng bàn tay của Lâm Di, "Nguyễn Nguyên, cho dù ta đi tới đâu thì vẫn sẽ luôn chờ em. Bất cứ lúc nào thì ước hẹn này cũng sẽ không thay đổi." Lâm Di thấy ánh mắt của Chu Thập Cửu ảm đạm, mãi đến khi chàng nặng nề nhắm mắt, nước mắt của nàng mới tuôn rơi. Nàng không thở dốc, không cử động, cứ ngắm nhìn Chu Thập Cửu, bên tai truyền đến tiếng huyên náo, nhưng càng ngày càng xa càng ngày càng cách xa nàng trước mắt nàng chỉ còn chu thập cửu như đang ngủ thiếp đói dường như có ai bước đến gần muốn chuyển cơ thể của chu thập cửu tách bọn họ ra thế nhưng nàng nắm vẫn chặt tay của chu thập cửu nàng không buông không thể buông chỉ cần buông ra thì chàng sẽ rời khỏi nàng cuối cùng mọi người chẳng còn cách nào cứ để nàng tựa ở bên giường nguyễn nguyên có được hay không giọng nói dễ nghe của chu thập cửu như là tiếng đàn nguyễn nguyên tiếng nói của chu thập cửu như nước suối chảy chậm rãi sao nguyễn nguyên không thể tin tưởng ta một lần nếu như nguyễn nguyên đợi ta ta sẽ sớm trở về nguyễn nguyên mau sinh cho ta một đứa con trai chờ con trai trưởng thành thì ta sẽ nuôi dâu để đóng vai người cha nghiêm khắc nguyên nguyễn để vi phu ôm một cái được không ta cõng nguyễn nguyên ra ngoài nguyễn nguyên muốn đi đâu thì ta sẽ cõng tới đó nói rồi chàng vuốt tóc mai của lâm di nụ cười ngày lúc càng sâu nguyễn nguyên có đồng ý không nào nguyễn nguyên không biết em thích thì ta cũng thích em thấy dễ nghe trong lòng vui vẻ thì ta cũng sẽ vui vẻ nguyễn nguyên cho dù ta đi tới đâu thì vẫn sẽ luôn chờ em bất cứ lúc nào thì ước hẹn này cũng sẽ không thay đổi bất cứ lúc nào thì ước hẹn này cũng không thay đổi nàng vẫn cho rằng nàng yêu chàng trước tại chẳng biết nàng mới là kẻ cạnh cùng vô tâm chàng tưởng rằng chàng ngu mốc nên mới giết thành diễm thật ra chàng không biết kẻ ngu mốc là nàng sau khi mưu phản thất bại nhị vương gia chạy khỏi kinh thành trên dưới đại chu đều đang đợi tin tức cuối cùng nhóm quan viên địa phương khắp nơi đều thắp hương bái phật cầu mong nhị vương gia đừng chạy tới nơi mình quản lý nếu không thì đến lúc trọng yếu thì rốt cuộc nên bắt nhị vương gia lại hay thả nhị vương gia đi thánh chỉ của triều đình lần lượt ban xuống đạo thành chỉ thứ nhất thì ý chỉ răng thấy phe phản quân thì chém chết hết quan viên địa phương vừa bố trí xong binh lính đạo thành chỉ thứ hai lại được ban xuống phản quân chống trả thì giết hết không luận tội rốt cuộc thì chém hết hay chống trả mới giết hai đạo thánh chỉ này có thể nói là hoàn toàn trái ngược dù sao thì nhị vương gia vẫn là con ruột của hoàng thượng lỡ như không cẩn thận biết nhị vương gia thì cái đầu trên cổ khó mà giữ được không giết là tội chết, giết thì không chừng cũng là tội chết, quan địa phương tâm vào tình thế khó xử. Cũng may là thời gian lo sợ không quá câu, ngoại ô kinh thành phát hiện được hành tung của phe nhị vương gia, khi hộ quận doanh Chu Nguyện cầu phụng mệnh tìm tới thì nhị vương gia đã treo cổ tự tử. Chu Nguyên Cấu và cấm vệ quân mà Hoàng thượng phải đến đưa thi thể nhị vương gia về kinh ngay trong đêm. Nhị vương gia vừa chết, toàn bộ án mưu phản cũng kết thúc, Mọi người vừa mới thả lỏng, chẳng ngờ án mưu phản tại có bước ngoặt, đám quan viên còn chưa phản ứng kịp xem rốt cuộc là có chuyện gì, thì những quan viên có công dẹp phản loạn lập tức bị bắt vào đại lao, đồng trường mậu bị phó tướng đoạt quyền dẫn quân, áp giải về kinh thẩm vấn. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.